đây chỉ là cuốn sổ tay bình thường, nhưng nó bất bình thường ở chỗ nó là vật của Leonardo da Vinci. Còn vì sao là bất bình thường thì có lẽ các bạn nên nhìn qua một lượt những gì có trong đó. Những hình vẽ nguệch ngoạc, tẩy xóa, mờ mờ, không nhìn rõ hình thù, nhưng đó lại là bằng chứng cho sự thăng hoa tột đỉnh về nghệ thuật cùng đỉnh cao trí tuệ của Da Vinci, một thiên tài toàn diện bậc nhất lịch sử nhân loại. Một người khổng lồ của thời kỳ phục hưng mà cho đến ngày nay chúng ta vẫn không thể khám phá hết những bí mật mà ông để lại sau những bức họa tuyệt đẹp. Dưới cuốn sổ tay của người họa sĩ tài ba, những bức họa của ông luôn đạt đến đỉnh cao của cái đẹp. Những tuyệt phẩm nghệ thuật ấy ẩn giấu loạt bí mật, những kiến thức vượt thời đại. Hoặc đôi khi, dù chỉ là những bức phác thảo xấu xí, kỳ quặc, dị hợm theo phong cách grotesque, nhưng tự chung lại có ý nghĩa rất lớn đối với ông. Các nhà phê bình nghệ thuật đã gọi những bức họa này bằng thuật ngữ sfumato, nghĩa là mờ ảo, để miêu tả tính chất kỳ bí vốn là đặc điểm nổi bật nhất trong các bức họa của Da Vinci. Ngoài nàng Mona Lisa, thì bức nghiên cứu tính cách 5 người cũng là một tác phẩm cực kỳ nổi tiếng của ông. Điều đặc biệt hơn khi đây là một trong số những bức họa theo phong cách kỳ quặc này. Bức vẽ khắc họa chân dung 5 người đàn ông xấu xí trên khổ giấy 260x205mm. Leonardo da Vinci nổi danh với những tác phẩm hội họa xuất chúng với giá trị vượt thời gian và là một trong những nghệ sĩ tiên phong của thời kỳ phục hưng. Nhưng thật khó để tìm ra một danh xưng cụ thể miêu tả thiên tài này. Ông vừa là họa sĩ, nhưng cũng là một kỹ sư, nhà khoa học, nhà lý thuyết, nhà điêu khắc, nhà sinh học và kiến trúc sư. Những công trình nghiên cứu của Leonardo được người ta biết đến chủ yếu nhờ các ghi chép trong những cuốn sổ tay của ông. Trong đó, ông nghiên cứu về mọi loại lĩnh vực, từ giải phẫu học, thiên văn học, thực vật học, bản đồ học, hội họa hay cổ sinh vật học. Dù là ở lĩnh vực nào, thì Leonardo cũng sở hữu khối lượng kiến thức đồ sộ và tầm nhìn vượt thời gian. Leonardo da Vinci có tên khai sinh là Leonardo di Ser Piero da Vinci. Ông sinh ngày 15 tháng 4 năm 1452 ở thị trấn Vinci, vùng Toscana, nước Ý. Leonardo là con ngoài giá thú của công chứng viên Ser Piero và người con gái nông dân Caterina. Leonardo không có họ, cụm Da Vinci trong tên của ông chỉ mang nghĩa là đến từ Vinci. Cái tên Leonardo di Ser Piero da Vinci mang ý nghĩa đầy đủ là Leonardo, tức là con trai của Ser Piero đến từ Vinci. Cha của Leonardo da Vinci là một công chứng viên thành công, vì vậy cuộc sống của ông không hề thiếu thốn. Mặc dù vậy, ông không được học hành bài bản về đọc, viết và toán học. Có thể vì tài năng nghệ thuật của ông được công nhận từ rất sớm, vậy nên gia đình ông đã quyết định đầu tư vào đó. Vào giữa những năm 1460, gia đình Leonardo chuyển đến Florence, và thời điểm đó là trung tâm của tư tưởng và văn hóa nhân văn Cơ Đốc giáo. Leonardo da Vinci dành phần lớn thời niên thiếu của ông tại thành phố Florence. Trong số những đam mê của ông, Leonardo yêu thích nhất là âm nhạc, vẽ và tạo hình. Vào năm ông 14 tuổi, cha ông đã gửi gắm con mình cho người thầy Andrea del Verrocchio khi họa sĩ này nhận ra tài năng về nghệ thuật của Leonardo. Verrocchio là một trong những họa sĩ và nhà điêu khắc hàng đầu trong thời đại của mình và sở hữu xưởng vẽ rất lớn. Tại đây, bên cạnh việc học vẽ, cậu bé Leonardo đã được tiếp xúc với nhiều môn kỹ thuật bao gồm phác thảo, hóa học, luyện kim, gia công kim loại, đúc thạch cao, làm da, cơ khí và đồ gỗ, cũng như các kỹ năng nghệ thuật hội họa, điêu khắc và mô hình hóa. Chính nhờ được tiếp xúc với nhiều kỹ năng như vậy đã giúp cho Leonardo da Vinci tích lũy được nhiều kiến thức quan trọng phục vụ cho việc tự học tập và nghiên cứu. Chẳng bao lâu, ông đã học hết tất cả những gì Verrocchio có thể dạy và thậm chí là vượt xa so với mong đợi của tất cả mọi người. Câu chuyện nổi tiếng nhất về giai đoạn này của Leonardo da Vinci kể về việc Verrocchio đã yêu cầu các học trò cùng ông phác thảo bức tranh rửa tội Christi cho các nhà tu vùng Vallombrosa. Leonardo đã vẽ một thiên thần mặc áo xanh cầm tấm vải ở góc trái phía dưới bức tranh. Ông dùng sơn dầu, chất liệu không phổ biến lúc đó, để làm cho thiên thần có màu sắc sống động và các chi tiết mềm mại. Khi Verrocchio nhìn thấy, ông đã nhận ra được tính nghệ thuật hơn hẳn so với phần còn lại trong chính tác phẩm của mình, và người ta kể rằng từ đấy Verrocchio đã tuyên bố vĩnh viễn từ bỏ hội họa. Nhà khoa học toàn năng. Có một chi tiết khá thú vị
đó là Leonardo là người thuận cả hai tay trái và phải. Trong cuốn sổ tay của mình, ông luôn viết ngược, nghĩa là sử dụng tay trái viết từ phải qua trái. Nếu muốn đọc thì phải sử dụng gương để phản chiếu lại theo chiều thuận. Ông làm vậy có thể là do không muốn người khác đọc được những gì ghi trong sổ tay. Vì ông không được giáo dục chính quy về tiếng Latin và toán học, nên các học giả đương thời hầu như bỏ qua nhà khoa học Leonardo da Vinci. Một trong những đóng góp lớn nhất của ông cho toán học là việc ông nghiên cứu khối đa diện trong những ghi chép của mình. Ngoài ra, ông cũng nghiên cứu về hiệu ứng ánh sáng và áp dụng nó trong các bức tranh. Theo phân tích của các học giả, cách nghiên cứu khoa học của Leonardo da Vinci khác biệt so với những nhà khoa học khác ở chỗ ông thường kết hợp việc nghiên cứu khoa học với nghệ thuật và đặc biệt là hội họa. Bên cạnh khoa học, Leonardo da Vinci còn có niềm đam mê lớn với y khoa và giải phẫu học. Với danh tiếng của mình, Leonardo được phép mổ xác người tại bệnh viện Santa Maria Nuova ở Florence và sau đó là các bệnh viện ở Milan và Rome. Các bản vẽ giải phẫu của Leonardo bao gồm nhiều nghiên cứu về bộ xương người và các bộ phận của nó, cũng như cơ bắp và gân. Ông đã nghiên cứu các chức năng cơ học của bộ xương và các lực cơ được áp dụng vào nó. Đây chính là những kiến thức định hình cho ngành cơ sinh học hiện đại. Người ta cũng phát hiện những ghi chép về bào thai trong cuốn sổ của Leonardo. Ông đã vẽ một cách chính xác tim và hệ thống mạch máu cùng các cơ quan sinh dục và các cơ quan nội tạng khác, tạo nên một trong những bức vẽ khoa học đầu tiên về một bào thai trong tử cung. Những ghi chép của Leonardo cho thấy hiểu biết về giải phẫu học của ông vượt xa so với kiến thức đương thời. Leonardo cũng nghiên cứu và vẽ cấu trúc giải phẫu của nhiều loài động vật bằng cách mổ xẻ bò, chim, khỉ, gấu, ếch và so sánh cấu trúc giải phẫu của chúng với cấu trúc giải phẫu của con người. Biểu cảm khuôn mặt là một trong những chủ đề mà Leonardo da Vinci rất quan tâm. Ông đã tiến hành các nghiên cứu giải phẫu tỉ mỉ để xác định những dây thần kinh tạo ra biểu cảm trên khuôn mặt. Những kiến thức này được cho là đã góp phần giúp ông tạo ra nụ cười bí hiểm trong bức vẽ Mona Lisa. Mona Lisa là bức chân dung vẽ một người phụ nữ, được cho là Lisa della Gioconda, vợ của một người buôn bán tơ lụa tại Florence. Nét độc đáo của bức chân dung này chính là biểu cảm trên khuôn mặt của người phụ nữ. Khóe miệng và đôi mắt bị che khuất một cách tinh vi, kết hợp với bố cục tinh tế và bầu không khí độc đáo của bức tranh, khiến người xem không thể nắm bắt được hoàn toàn những cảm xúc mà chủ thể của bức tranh muốn truyền tải. Cho đến nay, người ta vẫn tranh cãi không ngừng về nụ cười của nàng Mona Lisa. Liệu nàng có đang thực sự nở nụ cười hay không? Dù đã hơn 5 thế kỷ trôi qua, nhưng Mona Lisa chưa bao giờ ngủ say mà vẫn luôn là tâm điểm chú ý của những người yêu nghệ thuật. Tác phẩm mang ý nghĩa vượt thời đại này chính là minh chứng không thể phủ nhận cho tài năng hội họa kiệt xuất của đại danh họa Leonardo da Vinci. Sigmund Freud, nhà thần kinh học tâm lý học người Áo và được mệnh danh là người khai phá những miền sâu của cảm xúc con người, từng viết về nụ cười của nàng Mona Lisa như thế này. Mona Lisa là hiện thân hoàn hảo nhất cho sự đối lập trong đời sống tình cảm của người phụ nữ. Nụ cười của Mona Lisa nằm trên đỉnh của cái tốt đẹp và xấu xa, lòng trắc ẩn và sự tàn khốc, sự cám dỗ và sự ngây thơ, cái hời hợt và sự vĩnh hằng. Nàng là biểu tượng của phương Tây và tương đương với biểu tượng âm dương của người Trung Quốc. Ý tưởng về máy bay thường được biết đến như một danh họa xuất chúng, nhưng nghệ thuật chỉ là một phần trong cuộc sống của Leonardo da Vinci. Các nghiên cứu của Leonardo về khoa học và kỹ thuật cũng ấn tượng và sáng tạo chẳng kém gì những tác phẩm nghệ thuật của ông. Những nghiên cứu này được ghi lại trong 13.000 trang ghi chú và hình vẽ, kết hợp giữa nghệ thuật và triết học tự nhiên. Chúng được tạo ra và duy trì hàng ngày trong suốt cuộc đời và những chuyến đi của Leonardo khi ông liên tục quan sát thế giới xung quanh mình. Ông ghi chép về đủ mọi lĩnh vực trên đời, từ các hình ảnh về giải phẫu, kiến trúc, các ý tưởng về thiết bị bay thử nghiệm, mô tả hoạt động bay của chim, nghiên cứu các hệ thống cấp nước, thiết kế tượng đài, thủy lực học, các phác họa nghệ thuật, các nghiên cứu hình học, thiết kế nhà thờ hình bát giác và các đoạn viết tay theo kiểu chữ gương. Leonardo da Vinci được coi là người đầu tiên sở hữu ý tưởng thiết kế máy bay, trực thăng và xe tăng. Ông đã đưa ra những phác họa sơ bộ về những cỗ máy phức tạp mà con người phải mất hàng trăm năm sau mới có thể chế tạo thành công. Những tinh hoa mà thiên tài Leonardo da Vinci để lại cho hậu thế đều có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nhân loại sau này. Dù bạn có là một nhà toán học, một nhà vật lý học, một họa sĩ hay một bác sĩ, chắc chắn trong những tài liệu mà bạn đọc qua sẽ có xuất hiện cái tên Leonardo da Vinci dù ít dù nhiều. Cho đến giờ, người ta vẫn không thể hiểu tại sao một con người lại có thể am hiểu và xuất chúng ở mọi lĩnh vực như vậy. Chúng ta chỉ biết rằng Leonardo da Vinci
là biểu tượng cho đỉnh cao trí tuệ nhân loại, là vĩ nhân, xứng đáng với danh xưng thiên tài vượt trên mọi thiên tài.